Bây giờ xin chào anh em nha. Mình giới thiệu anh em sơ nha. Bữa nay mình làm cái video của cái con Mr. NQ Sao MX16. Mình sẽ nói chuyện trên video luôn nha. Thì trước tiên cái mình làm bốn cái video trước đó là cái bàn 32. Bây giờ mình sẽ làm cái bàn 16 để cho anh em mua 16 cho nó dễ biết với lại dễ biết được thao tác nha. Rồi xin phép quay cái máy lại nha. Đây. Bây giờ trước tiên thì mình muốn chỉnh một cái channel nào đó thì mình sẽ nhấn cái nút select này nha, số 1. Select 2, select 3, 4, 5, 6 ha. Nha anh em. Bắt đầu là qua chân 7 thì mình sẽ qua chân B nha. Đó. Không, B nè. B thì mình nhấn đây là 7, 8, 9, 10, 11, 12 ha. Và trở lại chân A là nút A nè. Nè, fader mình nó lưu nè, đúng không? Xong. Rồi muốn trước tiên như vậy. Thứ hai nữa đó là bây giờ là cái phần anh em hay hỏi nữa là cái phần effect. Thì gửi effect là gửi cái effect gọi là echo đó, echo với effect. Bấm cái số 1. Nó sẽ chớp. Đây là cái micro số 1 và số 2, mình đang test hai cây số 1 và số 2 đây. Thấy không? Số 1 với số 2 đây. Thì mình đẩy lên. Ví dụ mình xài cái số 1 với số 2 thì mình đẩy số 2 lên. Ví dụ như mình xài số 3, số 4, số 7, 8, 9 đây, đúng không? Mình 7, 8, mình đẩy lên nữa thì mình xài 7, 8, mình sẽ đẩy lên còn không xài kéo xuống nha anh em. Xong. Bắt đầu là qua phách thứ 2, nhấn số 2, đúng không? Đây này nó đang nằm chân 7, 8, chơi chân A, đây. Phách thứ 2 là mình xài mi 1 và mi 2. Anh em hiểu chưa? Đây là mi 1 với mi 2 là đây, cái đường số 2 effect nó sẽ chớp đây. Đó. Xong. Cái này là mình đã gửi. Rồi, ok. Thoát ra là ở đây là mình đang xài cái mi số 2. Được. Không, được. Đây là mình đang nói chuyện với micro nó hết pin mẹ nó. Đợi xíu nha nè. Đây. Dạ. cái effect được. Đi. Đây là phách số 1 mình cài rồi nè. Mở lên on up. Đi. À không. Đây phách số 2. Đi. Đó, cái này đơn giản rồi anh em. Rồi. Thì on up số 1 số 2 thôi đúng không? Đây là đường mô to, ốc 1, ốc 2, ốc 3, ốc 4. Ốc 3, ốc 4, ốc 5, ốc 6. Nó là một fader là nó CT nha anh em. Ở đằng sau nó hai đường, hai rắc, mình đẩy một cần fader thôi. Thấy chưa? Ốc 3, ốc 4, ốc 1, 2, ốc 3, ốc 4. Bên đây là ốc 5, 6, mình cài để mình quýnh súp rồi ha. Xong. Thì bên đây là cái nói sơ bộ về cái cách mình để mình chỉnh được channel. Em quay từ từ lại nha. Anh em nhìn như vậy để nữa có cái bàn là mình anh em sẽ thấy rõ nha. Ở đây là cái nút gain của từng đường. Nha, đây là cái nút gain của từng đường. Đó. Nó sẽ nằm ở đây. Nút gain đây. Nha, nút gain đây. Miro đang xài 20 nè, đúng không? Là nút gain đây. Thì giờ nếu mà anh em muốn trở về menu. Đây. Bên đây là gate, bên đây là EQ, bên đây là com. Bên đây là
tín hiệu ốc, tín hiệu gửi của ốc nó nằm ở đây, tín hiệu gửi của ốc. Ở đây là ba lăng, là cái trái phải. Ở đây là delay của từng đường, ở đây của delay của từng đường. Ở đây là nhấn led drive là mình gửi qua master thôi chứ không có gì hết đó. Còn cái phần ở trên này á, là cái phần này là cái nút này là cái nút lin xì tê. Nếu mình nhắn vô là nó sẽ lin thì xì tê qua là từ 1 qua 2 đó anh em, không xài. Đây anh em thấy rõ chưa, chỗ micro nè, phải không, có cái viết nè, nhắn vô đây. Thì đây là mình sẽ thay đổi màu của cây micro đó. Đây ví dụ mình thay đổi màu, màu vàng nha, nó qua màu vàng đó, không màu tím, thấy chưa, màu xanh đó. Đây là cái chỗ để anh em đặt tên luôn nha, đặt tên thì ở đây nha, tên thì ở đây, anh em đánh xong, đánh tên xong là nhấn ok là xong ha. Cái này mình đặt tên rồi nha. Rồi bây giờ là cái phần kế tiếp, cái phần kế tiếp là cái phần effect đó. Bây giờ anh em muốn chỉnh effect thì anh em nhấn vô đây ha, thấy chưa, chỉnh thằng nào muốn chỉnh đường nào thì nhấn vô đây một cái, xong bắt đầu là nhấn vô cái nút này thì nó sẽ ra cái thông số như vậy đó. Ở đây là thông số mình chỉnh, thông số mình chỉnh luôn nha, anh em cứ copy xài nha, nhưng mà phải chỉnh sửa hơi lại xíu. Đây là cái volume của vợt, volume lớn nhỏ của cái tiếng vợt là đầu vô đầu ra đó. Cái dưới này là cắt đuôi bass của vợt, còn này là delay, re-delay của vợt. Ví dụ như mình nó quận theo á, quận này nó sẽ quận theo thêm ít nhiều thôi. Cái này là thông số anh em tùy nha. Ở dưới này là thêm revert, là cái độ dài độ ngắn của revert. Còn ở đây là 2D arm. 2D arm này là cái hai là hắc á, là chép á, cái đuôi dài đuôi ngắn á, cái đuôi dài ngắn của tiếng chép. Thế tone này á, là có thể là cái độ nhạy, độ nhạy của cái tiếng chép và tiếng mít. Chỗ này nữa nha anh em, nâng càng nhiều là cái tiếng mít của mình nó có độ khào nó càng nhiều nha. Rồi bên đây là chỉ lấy vợt thôi, thành ra thông số delay là không có xài. Bên đây thì mình sẽ lấy là cái thông số này là vợt. Bên đây là thông số, bên đây là delay ha. Anh em nhìn kỹ nha, thì nữa để anh em mình vô nữa tự chỉnh sửa nha. Ở đây là the volume nè, ở đây là cái đuôi chép, chép ít chép nhiều của delay. Ở đây là cái nhái chậm lẹ delay ha, và ở đây là feedback. Cái này là thêm delay nha, là cái thời gian là nháy chậm lẹ. Còn cái này là nó chứ là nháy ít nháy nhiều. Xong á là anh em mình sẽ thoát ra đây nha, ở đây là nhấn cái nút này là mình sẽ thoát ra nha, thấy chưa đó. Rồi cái phần EQ thì anh em cứ nó nhà đụng vô cái nút EQ là nó sẽ nhảy ra, đụng nút cơm là nó sẽ nhảy ra nha ha. Hoặc là vô đây đâu chữ ra trên nồi nè, phải không, anh em đụng như là nó nhảy ra nha, nè đụng ghét là đụng ghét nhảy nha, đụng cơm rồi đụng cơm nhảy nha. Rồi xong, thấy chưa. Còn muốn lấy ốc, đây phần ốc thì nhấn ốc 1 lên, cái đường nào xài thì mình đẩy lên ha. Ốc 2 cũng vậy nha, cái đường nào xài thì mình sẽ đẩy lên nha. Ốc 3, ốc 4 cũng vậy, ốc 3 hạ xuống. Đây ốc 4, cái đường này tôi quấn súp, đẩy cái đường này lên.
có mì vô vô muốn vô 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 đây đờn vô đây luôn đó. Cái đường này là đường quýnh súp số 5, 6 là quýnh súp làm code trên bàn được luôn đó. Anh em cứ làm xong nhắn vô cái modder là sale chương trình lại đây, sale xong không, đánh tên xong không, ok bấm sale lại, ok sale là sale nha anh em đó. Vậy là hết nha, xong nha. Ok anh em nha, bàn 16 nha. Anh em có gì thắc mắc thì cứ liên hệ điện thoại trên số điện thoại mình luôn nha.